Chiều mùng 5 tháng 9, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Rơ Lấp, Đắk Nông cho biết hiện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động học tập đến trường của 47 trường trên toàn huyện. Có khoảng 18.000 học sinh sẽ phải tạm dừng đến trường từ sáng mai, mùng 6 tháng 9, do phát hiện một học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk Rơ Lấp nhiễm COVID-19. Theo đó, em TD trú Bon Bu Bia, xã Quảng Tính, Đắk Rơ Lấp sáng nay khi đến trường nội trú dự khai giảng thì được trường test nhanh và cả hai lần đều cho kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR cũng cho ra khẳng định D dương tính và em học sinh này đã được đưa đi cách ly, điều trị. Các giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở, trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk Rơ Lấp cũng đã được yêu cầu ở lại trường để đảm bảo an toàn phòng dịch. Cơ quan y tế huyện Đắk Rơ Lấp cho biết hiện đã cử lực lượng cấp tốc xét nghiệm tại Bon Bu Bia với khoảng 200 người dân. Theo lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đắk Rơ Lấp, cũng trong chiều nay huyện này phát hiện một trường hợp người dân khác dương tính. Ngay sau khi nhận thông báo, lực lượng y tế đã triển khai xét nghiệm cấp tốc đối với các hộ dân ở Bon Bu Đách cùng thuộc xã Quảng Tính nơi người này sinh sống. Trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rô đã ban hành văn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn xã Quảng Tính theo chỉ thị 16.